Nguyễn Tuân là một cây bút tài hoa của văn học Việt Nam, được mệnh danh là nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông đã dành trọn cuộc đời mình để viết nên những trang văn giàu tính thẩm mỹ. Cái đẹp mà Nguyễn Tuân đề cập đến không phải chỉ là nét đẹp của thiên nhiên vạn vật, mà nó còn là cái đẹp như viên ngọc sáng ngời trong nhân cách con người. Và trong số những đề tài mà ông theo đuổi, ta thấy nổi bật lên một con người mang trong mình nhiều phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng, ngay cả khi sắp rời khỏi cõi đời. Huống cao trong chữ người tự tù là một minh chứng rõ nhất cho nét đẹp tài hoa, uyên bác, cho cả cái khí phách hiên ngang, thiên lương trong sáng, và đây còn là nhân vật tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Nguyễn Tuân. Truyện ngắn Chữ người tự tù được trích trong tập Vang bóng một thời của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhân vật chính là Huấn Cao, một tử tù bị bắt do chỉ huy toán quân chống lại triều đình, nhưng cũng lại là một nhà nho tài hoa, có tài viết chữ rất đẹp. Trước khi bị xử tử, Huấn Cao được dạy đến nhà lao Tĩnh Sơn. Nơi đây có quản ngục và thầy thơ Lại, hai con người rất yêu mến và mong muốn có được nét chữ của Huấn Cao. Trong thời gian ở ngục, dù được viên quản ngục đối đãi rất tốt, Huấn Cao vẫn khinh bạc, không thèm để ý tới mà vẫn ung dung tận hưởng. Khi nhận được tin ngày xử tử Huấn Cao, viên quản ngục và thầy thơ Lại bàn bạc với nhau và quyết tâm xin bằng được chữ ông Huấn. Trước thái độ chân thành, lòng biệt nhẫn liên tài và tình yêu cái đẹp của viên quản ngục, Huấn Cao vô cùng cảm mến và quyết định cho chữ. Đêm hôm ấy, trong cái ngục thất tối tăm của Tĩnh Sơn, một người tử tù trên mình mang đầy xiềng xích đang vẽ ra từng nét chữ trên tấm lụa trắng thơm mực tàu. Sau khi cho chữ, ông Huấn Cao khuyên quản ngục nên về quê để giữ cho thiên lương trong sáng. Những lời khuyên của Huấn Cao đã làm viên quản ngục nghẹn ngào lại tạ. Thư pháp là nghệ thuật viết chữ bằng bút lông. Nó không chỉ đòi hỏi chữ đẹp, mà bút cục còn phải hài hòa, đôi khi phải hợp phong thủy. Đây là một nét nghệ thuật truyền thống của dân tộc, là thú vui vô cùng tao nhã, đòi hỏi rất nhiều tài năng của người viết. Và ở lĩnh vực viết thư pháp này, Huấn Cao là một nghệ sĩ tài hoa, được nhắc đến nhiều nhất ở vùng Tĩnh Sơn, và mọi người vẫn hay ngợi ca cái tài viết chữ rất hay, rất đẹp của ông. Cái tài viết chữ ấy được truyền tụng đến nỗi dù chưa gặp người, chưa thấy chữ, nhưng viên quản ngục và thầy thơ Lại ở cái huyện nhỏ hẻo lánh đã đem lòng ngưỡng mộ. Thiên truyện được mở đầu bằng cuộc trò chuyện giữa viên quan coi ngục và thầy thơ Lại. Nguyễn Tuân không nói gì về học vấn của Huấn Cao, nhưng người đọc đã phần nào đoán được tài năng văn chương kiệt xuất của ông. Tác giả đã khéo léo để cho tài năng của Huấn Cao được bộc lộ một cách gián tiếp, nhưng cũng đủ để chúng ta có cái nhìn đầy đủ nhất về sự tài hoa của con người này. Huấn Cao là nhân vật được lấy từ nguyên mẫu của Cao Bá Quát, một người viết chữ rất đẹp, văn như thánh siêu, chữ như thánh quát, đẹp lắm, vuông lắm. Từ một người anh hùng bình thường, thông qua tài năng của tác giả, thì Huấn Cao đã trở thành một huyền thoại trong văn chương. Cái huyền thoại đó được biết đến đầu tiên là chất tài hoa nghệ sĩ. Tài năng của Huấn Cao được miêu tả qua lời của người dẫn truyện và trong suy nghĩ của nhân vật. Huấn Cao xuất hiện với một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, khiến cho thầy thơ Lại đã khẳng định đây là một kẻ cầm đầu bọn phản nghịch, có tài bẻ khóa, vượt ngục, đâu phải chịu án tử hình, nhưng cũng là một người được cả vùng ca tụng tài viết chữ. Ngay ở những cảnh tượng đầu tiên, ta thấy có một hiện thực éo le đã diễn ra. Một tên tử tù được xem là thấp kém, còn quản ngục, người đại diện cho luật pháp, cho trật tự xã hội đương thời, lại nhìn người tử tù ấy bằng một ánh mắt hiền lành, đầy kính nể. Chữ Huấn Cao đẹp và quý đến nỗi viên quản ngục ao ước suốt đời, mất ăn, mất ngủ, không nề hà tính mạng của mình để có được chữ của Huấn Cao, một phật báo ở trên đời. Chất tài hoa nghệ sĩ của Huấn Cao còn được thể hiện thông qua những lần khen, mà còn thể hiện qua hành động biệt nhẫn của quản ngục. Ngày nào viên quan coi ngục cũng sai người mang rượu thịt đến cho Huấn Cao. Đây là một hành động vô cùng liều lĩnh, bởi lẽ nếu như bị phát hiện thì quản ngục khó thoát khỏi tội đồng lõa với kẻ phản tặc,
và có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngày nào cũng vậy, cứ đến bữa là rượu thịt lại được mang đến. Quản ngục đã bất chấp nguy hiểm, quên đi cái tôi kiêu hãnh của bản thân. Ông đã vượt qua tất cả, những mong làm được chút gì đó cho con người tài hoa sắp rời khỏi cõi đời kia. Thêm vào đó, không chỉ là hành động biệt đãi Huấn Cao, mà những người bạn bị bắt giam khác của Huấn Cao nữa. Ở đây ta thấy được một điều rằng, Nguyên Quản Ngục đã dám đánh đổi tất cả, bất chấp tiền bạc, địa vị, tính mạng của mình, để đối đãi tốt với những người tử tù, những mong xin được chữ, mong hoàn thành cái ước nguyện bấy lâu của mình. Điều này mới nghĩ thoáng qua, tưởng chừng rất đơn giản, nhưng với những điều diễn ra trước mắt, lại vô cùng khó khăn. Quản Ngục mong muốn có một ông Huấn Cao trong tay mình, dưới quyền mình, nhưng khi có được thì ông không biết làm cách nào để xin được chữ. Và ông càng thấy khổ tâm hơn, vì ngày mai Huấn Cao ra pháp trường rồi, mà mình không xin được chữ thì sẽ cảm thấy ân hận cả đời mất. Chúng ta có thể thấy rõ tài hoa của Huấn Cao được bộc lộ rõ rệt. Nếu như không có tài năng, không phải là người nghệ sĩ đích thực, thì có lẽ Quản Ngục sẽ không phải kiêng dè hạ mình như thế. Thậm chí đó chỉ là một tên tử tù cầm đầu bọn phản loạn chống lại triều đình, nay bị bắt giam trong ngục lại được gọi bằng ngài. Quản Ngục lại xưng tôi bằng tất cả sự kính nể và mến mộ. Tất cả đã góp phần làm nổi bật, chứng minh cho tài năng của Huấn Cao, khiến Nguyên Quản Ngục phải cúi đầu. Một cái cúi đầu trước cái đẹp, trước sự tài hoa ấy. Không chỉ vậy, vẻ đẹp tài hoa của Huấn Cao còn được thể hiện qua chính quan niệm của ông về nghệ thuật. Nguyễn Tân đã viết, Huấn Cao là một người khoảnh, ít chịu cho chữ mà chỉ cho những người tri âm tri kỷ với mình. Cái tính khoảnh ở đây không phải là kiêu ngạo, mà là chỉ cho những ai ông cảm nhận được là tri âm tri kỷ. Không ai mua được chữ ông, và cũng không phải trong bất kỳ hoàn cảnh nào ông cũng cho. Huấn Cao chỉ viết chữ tặng cho những ai thực sự hiểu mình, biết trân trọng và nâng niu cái đẹp, biết sống với cái thiện. Đây là quan niệm nghệ thuật rất khắt khe và nghiêm túc, chứng tỏ tài năng của Huấn Cao, một con người không vì tiền bạc mà ép mình cho chữ. Sáng tạo ra nghệ thuật là rất khó, và việc cho đi nghệ thuật cũng là một hành động thể hiện cái tài, cái tâm của người nghệ sĩ chân chính, không dễ gì bị chi phối bởi tiền tài, địa vị. Ông cho chữ, cho đi sáng tạo nghệ thuật, nhưng không chấp nhận treo chữ ở nơi xấu xa. Sau khi hiểu được tấm lòng của Viên Quản Ngục, Huấn Cao chấp nhận cho chữ, viết chữ tặng, nhưng ông có khuyên. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông vắn tươi tắn. Nó nói lên hoài bão tung hoành của một đời con người. Qua lời khuyên ấy, ta thấy được quan niệm về nghệ thuật của Huấn Cao, cũng như thấy rõ vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ toát ra từ lời nói và hành động của một kẻ tử tù giữa nơi nhà giam u tối. Huấn Cao mang trong mình cái chí lớn, nhưng hoài bão của ông chưa thực hiện được thì ông lại bị bắt giam, cho ngài xử tử. Đây cũng là lúc mà nét đẹp bên trong con người Huấn Cao được bộc lộ rõ nhất. Một con người không chỉ mang nét đẹp của lý tưởng sống, mà còn đầy tài hoa bản lĩnh và cả khí phách kiên cường. Khí phách anh hùng của Huấn Cao được biểu hiện trước hết thông qua dòng suy nghĩ của Quản Ngục về một con người chọc trời khoái nước, có tài bẻ khóa và vượt ngục. Một tên tử tù có tiếng là nguy hiểm, bị khép cái tội danh là phản quốc, dám cầm đầu bọn phản nghịch chống lại triều đình. Chính cái ấn tượng đầu tiên của viên quan coi ngục đã cho thấy Huấn Cao không phải là một tên tử tù như bao tên trước kia đã từng được giải đến đây. Đó là một nhân vật hết sức đặc biệt, làm cho nhiều người phải e ngại khi được nhận lãnh cái trách nhiệm giam giữ. Và ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, cái khí phách hiên ngang ấy đã được thể hiện rõ với hành động. Thúc mạnh đầu thang gom xuống thềm, đá tảng, đánh thình một cái, khiến cho rịp rơi như một trận mưa, làm vỡ đi cái trang nghiêm chốn ngục tù. Mặc cho lời đe dọa của tên lính áp giải, đứng dậy, không ông lại phết cho mấy hèo bây giờ. Huấn Cao vẫn lạnh lùng, chút mũi gông nặng, làm cho rịp rơi như một trận mưa.
đó là hành động biểu hiện cho sự tự do. Cái tôi ngông trong con người hướng cao, ông quyết tâm làm bằng được cái điều mình mong muốn, mặc kệ lời dọa nạt. Ông không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn kiêu ngạo, vẫn kiên cường, như cái cá tính của mình. Suốt những ngày sau đó là một sự ngang tàn hiếm thấy trong con người ấy, và là một thái độ thản nhiên nhận rượu thịt như lúc còn tự do. Xem như đó là một điều hết sức bình thường. Có mấy ai khi chết đã được dự báo như vậy mà vẫn bình thản ăn uống? Và có lẽ trên đời này, duy chỉ có Húng Cao mà thôi. Án chém đầu trước mặt không làm cho ông run sợ. Khi dám cầm binh chống lại triều đình là Húng Cao đã không còn quan trọng tính mạng của bản thân. Và giờ đây, ông đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, gạt đi cái chết sang một bên. Đây là cách hành xử của một con người có bản lĩnh, không hề run sợ trước cường quyền. Thậm chí khi sắp rời khỏi cõi đời, ngôi sao chính vị ấy vẫn rực sáng giữa bầu trời đêm. Bản lĩnh và khí phách của Húng Cao còn được thể hiện trong cách xưng hô và thái độ với viên quan coi ngục. Húng Cao là một tử tù thấp kém nhưng lại xưng ta, gọi quản ngục là người đứng đầu ngục thất, đại diện cho trật tự xã hội đương thời là ngươi. Rõ ràng đây là một sự khinh miệt, hạ thấp quan ngục và đưa mình lên một vị trí khác, trái với quy tắc thông thường. Tù nhân phải là người nịnh nọt những tên lính, nịnh nọt người đứng đầu để làm sao cho họ đối xử đỡ tàn bạo với mình. Nhưng không như vậy, Húng Cao lại xem thường tất cả mọi thứ. Ông hạ thấp những kẻ đứng đầu, đỉnh điểm là hành động đuổi quản ngục ra khỏi ngục giam. Xưa nay làm gì có chuyện tên tù nhân lại đuổi người con ngục ra khỏi nhà giam. Chưa có lời nói của người tử tù nào lại trở thành mệnh lệnh với kẻ coi tù. Khi quản ngục mở cửa phòng giam đến nói chuyện với Húng Cao một cách nhẹ nhàng và lễ phép, hỏi Húng Cao có cần gì nữa để quản ngục chu tất. Quản ngục vào để giải bài. Đối với những người như ngài thì phép nước ngặt lắm, nhưng biết ngài là một người có nghị khí, tôi muốn chập chút ít nhiều, miễn là ngài giữ kín cho. Sợ đến lính trái họ biết thì phiền lụy riêng cho tôi nhiều lắm. Vậy ngài cần gì nữa xin cho biết, tôi sẽ chu tất. Những lời lẽ khiêm tốn, không phải quát tháo thị uy của viên quan coi ngục, lại được đáp lại là sự khinh miệt, thái độ coi khinh. Người hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều, là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây. Xưa nay chưa có tên tử tù nào lại dám đuổi quan ngục ra khỏi nhà giam, cho thấy cái bản lĩnh khí phách của Húng Cao. Có lẽ ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những đòn tra tấn tàn ác. Đến cái chết, ông còn không sợ, huống gì là những trò tiểu nhân thụy uy. Nhưng trái lại là thái độ vô cùng lễ phép, càng chọc giận Húng Cao nhiều hơn. Đó chính là bản lĩnh khí phách của ông. Một con người không sợ cường quyền, không sợ binh đao, và cũng chẳng sợ bất cứ thứ gì. Húng Cao xứng đáng là một đấng nam nhi, mang trong mình vẻ đẹp của khí phách ngang tàn, ngạo nghễ, đáng ngưỡng mộ. Nếu chỉ có vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ, cái khí phách anh hùng thôi, thì chưa đủ làm nên con người Húng Cao. Một ca sĩ đầu đời trời chân đạp đất như ông, chắc chắn phải còn có cái tâm thanh cao. Một thiên lương trong sáng mới làm người đời nhớ mãi về ông. Thiên lương ý muốn nói đến lòng tốt từ cái tâm, biết quan tâm đến con người, trân trọng những ai sống tốt. Khi Huấn Cao chưa biết được tấm lòng của quản ngục, chưa hiểu được ông ấy tuy làm nghề như vậy, nhưng cũng là người tri âm, tri kỷ, Huấn Cao đã xa lánh coi khinh. Phản ứng của Huấn Cao hoàn toàn đối lập với sự biệt đãi của quản ngục đã dành cho mình và 5 người đồng chí. Sau khi nhận được ra tấm chân tình, sở nguyện cao quý của quản ngục, biết rằng quản ngục là một người biết yêu, biết quý trọng cái tài, cái đẹp, thì rõ ràng thái độ của Húng Cao đã thay đổi và cảm động vô cùng. Thiếu chút nữa, ta phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ. Trước đây Húng Cao là người có quan niệm khắt khe về nghệ thuật, không ép mình cho chữ bao giờ. Sau khi hiểu được tấm lòng của quản ngục, ông đã cho chữ. Đây là hành động biểu hiện cho thiên lương trong sáng, cho thấy được tấm lòng của Húng Cao. Ông coi khinh danh lợi, trọng nghĩa khí anh tài, nên đã cảm động trước cái nhân cách gần bùng mà chẳng hơi tanh mùa bùng của viên quan coi ngục.
Thiên lương của Huống Cao thật sự được tỏa sáng ở cảnh cho chữ. Giữa không gian ngục tù tăm tối, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột phân gián, diễn ra cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Huống Cao đã dồn hết tâm linh, sinh lực vào từng nét chữ, không chỉ thực hiện cái ước nguyện của viên quan coi ngục, mà còn đưa ra lời khuyên chí tình, chí nghĩa. Thầy quản nên tìm về quê mà ở, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã. Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững, và rồi cũng có lúc đến nhem nhuốc đi mất cái đời lương thiện đi. Lời khuyên của Huống Cao thể hiện rõ, con người chỉ xứng đáng được với cái đẹp khi giữ cho mình thiên lương trong sáng. Cái đẹp có thể sinh ra từ trong môi trường của cái ác, cái xấu, nhưng cái đẹp không thể sống chung với cái ác, cái xấu đó được. Khi nghe những lời khuyên của Huống Cao, Quản Ngục cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẻ miệng làm cho nghẹn ngào. Kẻ môi muội này xin bái lĩnh. Rồi đây khi Huống Cao ra đi, Quản Ngục sẽ từ bỏ cái nghề cai ngục để thương lương trong sáng, xứng đáng với cái đẹp. Như vậy, cái đẹp đã cảm hóa được con người và nó được tạo ra từ đôi tay của người nghệ sĩ chân chính. Đó không phải là nét chữ thư pháp rồng bay phượng múa, mà còn kết tinh cho khí phách, là điểm gặp gỡ của thiên lương hai con người ở hoàn cảnh thật trớ trêu. Cái đẹp kết tinh từ cái tài, cái tâm ấy đã ngự trị, chiến thắng và làm thức tỉnh một con người, đúng như nhà thơ Nguyễn Du đã từng viết. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tam kia mới bằng ba chữ tài. Qua ngòi bút của Nguyễn Tuân, nhân vật Huống Cao hiện lên rõ nét, oai phong và đỉnh đạt, khiến cho người đọc không khỏi khâm phục và thêm phần quý trọng. Nhà văn đã đặt nhân vật vào một tình huống truyện độc đáo là cuộc gặp gỡ giữa Huống Cao với Quản Ngục và thầy thơ Lại, để làm nổi bật lên nét riêng của từng con người. Đó là cuộc gặp gỡ của tử tù với cai ngục, nhưng cũng là cuộc hội ngộ của những kẻ liên tại tri kỷ. Nguyễn Tuân đã sử dụng triệt để sức mạnh của thủ pháp tương phản đối lập. Đó là sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái đẹp cao cả với cái phàm tục dơ bẩn, giữa việc cho và nhận chữ. Ngôn ngữ miêu tả nhân vật của Nguyễn Tuân cũng rất giàu chất tạo hình. Ông sử dụng nhiều từ Hán Việt, lời ăn tiếng nói mang khẩu khí của những bậc trượng phu xưa để làm tăng thêm vẻ đẹp cổ kính, một thời văn bóng ở hình tượng nhân vật Huống Cao. Với ngòi bút trao chuốt điêu luyện của Nguyễn Tuân, Huống Cao đã trở thành nhân vật hiếm có trong lịch sử văn học. Cách viết độc đáo, một câu chuyện được xem là vô tiền khoáng hậu, ta thấy được chân dung một người nghệ sĩ tài hoa uyên bác, khí phách hiên ngang và thiên lương vô cùng trong sáng. Đọc truyện ngắn chữ người tử tù, ta có thể cảm nhận được nét đẹp của con người của nhân vật Huống Cao và thêm cảm phục trước khí thế bất khuất của người anh hùng thời xưa dám đứng lên để bảo vệ chính nghĩa. Qua đó thể hiện quan niệm về cái đẹp, khẳng định sự bất tử của cái đẹp. Tác giả ca ngợi người nghệ sĩ chân chính cũng chính là thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca nét đẹp văn hóa dân tộc, đồng thời đây cũng chính là biểu hiện cho tấm lòng yêu nước của Nguyễn Tuân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của cô giáo Làng. Nếu bạn thấy hay và bổ ích, xin vui lòng nhấn vào nút like bên dưới và đừng quên đăng ký, bởi vì tất cả đều miễn phí. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.